1977 lốc được xem là một hiện tượng của giới tạo ra lốc tại Việt Nam. Những clip do nhóm này tạo ra đều có dấu ấn riêng cực kỳ lạ mắt và hài hước. Mới chỉ hình thành trên thị trường khoảng 2 tháng nhưng lượng theo dõi và số view của mỗi clip do nhóm này tạo ra đã lên tới con số hàng triệu. Tuy nhiên, ngoài kịch bản và ý tưởng, cả nhóm gần như không phải đầu tư nhiều cho phục trang, bối cảnh, thậm chí là trang thiết bị quay dựng. 1977 lốc do hai bằng hữu Trung Anh Việt Anh làm kịch bản và tạo ra. Chia sẻ với phóng viên, Việt Anh và Trung Anh cho hay, cả nhóm tạo ra dựa trên tiêu chí nhà có gì dùng nấy, tranh thủ được ai giúp thì nhờ. Ngay từ đầu, hai bằng hữu chúng tôi đã ý muốn sẽ làm một kênh lốc theo kiểu các anh hùng trong những tác phẩm ngày xưa như Chí Phèo, Lão Hạc. Nói về những hiện tượng trong thôn hội hiện nay. Vì xem khá nhiều phim nhựa nên chúng tôi tự tin rằng mình có thể giả giọng các anh hùng trong phim, còn màu thì chỉ cần làm đen trắng là xong. Còn cái tên 1977, chúng tôi chọn chỉ vì đó là một mốc thời gian cũ, thích hợp với bối cảnh những clip mà chúng tôi sẽ tạo ra chứ không có gì khác biệt cả. Khi sẵn sàng tạo ra clip trước tiên thì cả mạng thôn hội xôn xao về chuyện một chú chó Nhật được chọn nhập vai cậu vàng của Lão Hạc nên chúng tôi quyết định làm luôn lốc về chuyện này. Chúng tôi cũng không ngờ là clip lại được người theo dõi yêu thương đến như vậy. Chúng tôi cũng không ngờ là lại được người theo dõi yêu thương đến như vậy. Một trong số những yếu đối tố thắng lợi trong các clip do 1977 lốc tạo ra là diễn xuất của các diễn viên. Theo lời Trung Anh thì vì cả hai bằng hữu đều từng nhập cuộc diễn xuất trong nhiều chương trình văn nghệ nên không quá khó để phân vai và nhập vai. Trung Anh sẽ nhập vai những anh hùng chính diện còn Việt Anh sẽ đảm nhiệm các vai phản diện. Điều gian nan với 1977 lốc là tìm kiếm các diễn viên. Với clip về cậu vàng, lúc đầu chúng tôi định nhờ con út của anh trai tôi. Nhưng trông em bé xíu lại xinh đẹp quá nên chúng tôi kinh hoàng không gây được hiệu ứng thích hợp. Một lần, Văn Tân em họ Trung Anh và Việt Anh, quý phái nhà tôi chơi, thấy Tân hợp vai nên chúng tôi rủ Tân làm. Tính Tân vốn nhút nhát, ít nói lại chưa có kinh hoàng nghiệm diễn xuất nên cậu ấy từ chối luôn. Chúng tôi phải dỗ dành, thuyết phục Tân hai ngày liền cậu ấy mới đồng ý nhập cuộc. Mất khá nhiều thời gian, hai bằng hữu Việt Anh và Trung Anh mới thuyết phục được Văn Tân nhập vai cậu vàng và các vai giả gái. Ban đầu chúng tôi tính sẽ để Tân làm ông giáo hoặc cụ Hạ, nhưng sau cuối vì Tân hợp vai với cậu vàng nên để cậu ấy nhập vai đó luôn. Còn với những clip sau này, vì Tân là người có nét con gái nhất trong ba bằng hữu nên chúng tôi thuyết phục cậu ấy làm. Thực ra, Tân thích những vai khệnh khạng như A Sử, Cai Lệ hay Bá Kiến. Chúng tôi cũng đã thử giả gái, để Tân vào những vai Tân thích. Nhưng thực sự là Trung Anh hay Việt Anh mà giả gái thì trông. Kinh hoàng lắm nên đành phải để Tân làm. Trung Anh hay Việt Anh mà giả gái thì trông. Kinh hoàng lắm nên đành phải để Tân làm. Trung Anh và Việt Anh cũng chia sẻ rằng cả nhóm đã nghĩ đến việc sẽ mời một nữ diễn viên để đảm nhiệm các vai nữ. Nhưng sự duyên dáng của Văn Tân khi giả gái đã khiến cho cả nhóm tạm gác ý muốn này lại. Chúng tôi cũng nghĩ sẽ mời một diễn viên nữ để Văn Tân không cần phải giả gái nữa. Nhưng sau mấy clip vừa rồi thì có lẽ là chưa cần thiết lắm. Gương mặt của Tân khi giả gái trông khá là nét và rất cong kến, ấn tượng. Chính chúng tôi cũng không ngờ là Tân lại hợp với những vai này như vậy. Chút hạn chế của Tân trong diễn xuất nhiều lúc lại trở nên rất xinh đẹp và thú vị. Chỉ có gian nan là khi đồng tiếng cho các anh hùng giả gái, Việt Anh khá vất vả. Chính vì thế nên các anh hùng nữ của 1977 lốc xoàng xỉnh rất ít lời thoại.